Phần này Phật cực kỳ hay và hỗ trợ các bạn kiếm thêm tiền. Hello các bạn, thân mình là Hoàng Minh Thiện đến từ Trader Việt Nam. Trong cái video này chúng ta sẽ cùng nhau xử lý hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên đó chính là thông tin người đàn ông rất là quyền lực, đó là Andre Kronia. Ông này đã thông báo là sẽ rời khỏi thị trường. Và người đàn ông quyền lực này là ai và đã ảnh hưởng thị trường crypto như thế nào? Thì các bạn hãy theo sát video này mình sẽ chia sẻ nhé. Thông tin thứ hai đó chính là mình chia sẻ về cơ hội kiếm tiền thêm cho những anh em hiện tại đang hold rất là nhiều đồng coin nhưng mà không biết cách giải quyết thế nào để tăng cái lợi nhuận, dù rằng là các bạn đã lớn mua giá cao hoặc là đã đi CA thêm một khoản nữa rồi. Các bạn hãy theo sát nhé, phần này Phật cực kỳ hay và hỗ trợ các bạn kiếm thêm tiền. Rồi ok, các bạn nhìn vào slide giúp mình nhé. Thì trong cái đoạn đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ về cái việc là cái ông Andre Kronia này, ông này out khỏi thị trường DeFi thì ảnh hưởng đến thị trường crypto ra sao, và cái hệ sinh thái Phantom đã phát triển thần tốc như ông này như nào nhé. Thế sau đấy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm những cái cơ hội trong cái việc staking những cái đồng coin mà các bạn đang có sẵn ở trên tài khoản. Một số đồng coin thì các bạn có thể stake ở trên sàn được, nhưng một số đồng coin thì các bạn phải stake ở trên một số hệ sinh thái khác hoặc là nền tảng khác. Ok nhé, chúng ta đi phần 1. Phần đầu tiên là Andre Kronia này là ai và rời khỏi thị trường DeFi thì ảnh hưởng như thế nào đến thị trường crypto. Thì chúng ta cùng tìm hiểu Phantom trước nhé. Phantom là một cái blockchain nền tảng mà thu hút được rất là nhiều sự chú ý của nhiều người trong thời gian qua. Và kể cả cái thị trường lúc đỏ lửa thì Phantom vẫn giữ được cái giá và cái duy trì được cái vị thế của nó, duy trì cái dòng tiền trong hệ sinh thái của nó. Có một thời điểm thì TVLOC của Phantom đã vượt qua cả BNB Chain và đạt mốc là 12,7 tỷ đô. Bên cạnh đó thì cái giá của đồng Phantom thì là đồng FTM này trong năm 2021 đã tăng tận 140 lần, là giá từ là 0.02 đô và tăng lên tận là 3,4 đô. Thì đó là một cái bước nhảy vọt cực kỳ lớn nhé. Đây là cái bước nhảy vọt và đẩy cái hệ sinh thái Phantom lên rất là mạnh trong năm 2021. Bí quyết mà giúp cho Phantom để có cái màn xuất hiện xuất sắc như vậy thì là nhờ một sức bật của giao thức DeFi trong hệ sinh thái của Phantom. Đặc biệt phải nói đến đó chính là họ áp dụng cái cơ chế hoạt động đó là V33, là giúp cho các cái dự án có thể giải quyết được cái bài toán liên quan về hiệu suất và hiệu quả vốn và tạo được rất là nhiều giá trị cho holder. Các cái dự án mà sử dụng cái mô hình này, ví dụ như là Solidy này, hay là VDAO, hay OXDAO, hay là Solidex thì đều đã thu hút được một cái dòng tiền rất là khủng về cái hệ sinh thái này. Điển hình như là con VDAO thì hút được là 1 tỷ đô la TVLOC chỉ sau một đêm ra mắt thôi. Rồi là hoặc là con OXDAO thì hút tận là 3,5 tỷ đô từ các cái đối thủ chỉ sau 4 giờ xuất hiện. Thì cái mô hình V33 này thì mình có chia sẻ qua một tí, đó chính là nó có sức bật rất là mạnh, đó chính là nó hút được cái dòng tiền về. Ví dụ như các bạn thường là áp thanh khoản ấy là farm thì chỉ là nhận lãi một cố định và nhận thành từng ngày, và nó sẽ tạo cái áp lực về lâu về dài. Nhưng mô hình V33 này thì nó lại có một cái hiệu quả rất hay. Có hai vấn đề mấu chốt trong V33, đó chính là thứ nhất là nó trả lãi rất là cao nhưng mà trả lãi theo đúng ngày. Ví dụ các bạn hâu phải đúng đến ngày thì mới được nhận lãi, mới mở unlock được, không phải lúc nào muốn unlock là unlock ngay ha. Vấn đề thứ hai đó chính là họ được quyền biểu quyết nhận phần lãi như thế nào. Họ thường được, có nghĩa là ví dụ như DAO vậy ạ. Thì cái mô hình V3 này thì mình sẽ chia sẻ sau trong các video khác nhé. Mình chỉ nói qua thôi ha. Rồi ok. Cái người sáng lập ra cái mô hình V3 này chính là cái ông Andre Kronia này. Và có thể nói đây là một cái nhân vật quyền lực ở trong giới DeFi. Andre này đã đóng vai trò trụ cột trong các cái dự án nổi bật, ví dụ như là GM Financial hay là Phantom hay là SushiSwap. Đây đều là những cái dự án rất nổi bật ở trong cái lĩnh vực về farming hay là nền tảng, đúng không? Rồi, nếu CZ là linh hồn của BNB hay Ethereum thì có là Vitalik Buterin, thì ở Phantom có cái ông Andre Kronia này. Đó là một trong ba người rất nổi bật và có quyền lực ở trong cái DeFi. Tiếng nói của họ rất là có quyền lực ha. Thì tuy nhiên mới đây thì cái ông Andre Kronia này đã tuyên bố là sẽ rời khỏi cái lĩnh vực DeFi. Và cái thông tin này nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái thị trường crypto. Không những vậy thì khoảng là 25 app và các cổng dịch vụ đang được Andre quản lý, ví dụ như là Zia.fi này, hay là Multichain.xyz này, hay là Chainlist.org thì sẽ dừng hoạt động vào ngày 3 tháng 4 năm 2022. Thì ngay lập tức thì giá token của các cái dự án này đều rất sâu. Ví dụ như là cái con EFI thì giảm là từ 20.000 về còn có 17.000 thôi. Rồi là cái con KB3R, con này thì giảm từ 650 đô về còn 440 đô này. Hay là con, ngay cả con FTM là nền tảng Phantom cũng đã giảm từ là 1,7 đô tụt về còn có 1.43 đô thôi. Thì đều là do thông tin này ra ha. Cái sự kiện này thì đã gây ảnh hưởng rất lớn đến thị trường crypto. Thứ nhất là cái niềm tin cộng đồng đầu tư về cái DeFi đã bị giảm đi ít nhiều.
Thứ hai là cái mô hình V33 này là cái tia hy vọng giúp cho rất là nhiều hệ sinh thái khác học hỏi theo để có thể hút được cái dòng tiền mới đổ tiền về, thì nay hiện tại đã bị dập tắt. Mặc dù vậy thì có rất là nhiều nghi vấn đặt ra trong cái sự kiện này. Một số bài báo từ cái CoinMarketCap thì nhận định rằng là Andre là một trong những người một người rất là trầm tính và anh ta muốn thoát khỏi cái sự chú ý của cộng đồng. Đây là cái thời điểm khá là phù hợp và có thể là Andre vẫn là sẽ đóng góp cho các cái dự án nhưng mà dưới dạng ẩn danh. Đây là một chỉ là một cái phân tích ở trên cái bài ở trên CoinMarketCap thôi. Về phía Phantom Foundation thì tổ chức này chia sẻ rằng là những cái đóng góp của Andre với crypto rất đáng được ghi nhận. Tuy nhiên thì Phantom Foundation không chỉ có một mình Andre và còn có hơn 40 người khác và đang cùng xây dựng và phát triển hệ sinh thái của Phantom. Thì đây chỉ là một cái lời chia sẻ của họ thôi để chứng minh là ông này không chỉ không phải là trụ cột ở trong cái này, nhưng thực ra thì các bạn đều biết là tầm ảnh hưởng của họ đúng không nào. Điều này cho thấy là nền tảng của Phantom thì đã có sự chuẩn bị khá là kỹ cho cái sự rời đi của Andre này. Bên cạnh đó thì những cái tên được đề cập mà sẽ dừng hoạt động thực chất chỉ là cái tên miền cũ mà thôi. Ví dụ như là Zia.fi thì được thay thế bằng là Zia.financial, hay là Multichain.xyz thì được thay thế bằng là Multichain.org. Cách đây 3 tháng thì Binance Lab dẫn đầu và rót vốn trong cái dự án là Multichain với một số tiền là 60 triệu đô. Thì Andre không thể nào tuyên bố đóng cái dự án này được vì còn rất là nhiều tiền của các ông lớn đang đổ tiền vào dự án này. Thiện đoán đây là một cái cú pháp gom hàng thôi. Các bạn nghĩ sao về cái thông tin này thì các bạn hãy có thể comment ở dưới video này nhé. Mình thì mình chỉ cảm thấy rằng đây là chỉ là một cái chiêu trò trong cái thời điểm khá là rối ren như này. Thì người ta tạo thông tin và đưa ra những thông tin này để đi giá thôi. Và các bạn không cần được hoảng sợ ha. Ok, đó là cái phần 1 mình chia sẻ về cái thông tin của cái ông Andre Cronier này ha. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần thứ hai rất là hay, đó chính là phần hướng dẫn các bạn về staking. Thì mình sẽ chia sẻ top những cái nền tảng staking vừa an toàn vừa có cái lợi nhuận khá là ổn định cho các bạn. Thì mình biết là các bạn tham gia thị trường tất nhiên có sẽ một số bạn đã mua một số đồng coin hiện tại đang hold và để trên sàn hoặc là để trên ví cá nhân. Thì để không như vậy nó khá là phí và mình sẽ hướng dẫn các bạn staking. Nhưng mà trong staking thì nó sẽ có một số phần rủi ro, cho nên mình các bạn hãy xem kỹ đoạn này nhé. Nếu không thì các bạn có thể bị mất tiền. Vì trước đó mình cũng đã từng staking và stake ở một số nền tảng không an toàn và cuối cùng thì nền tảng đó bị hack và mất toàn bộ số tiền đó. Thì hãy coi thật sát đoạn này của mình nhé. Cái câu chuyện về Phantom và Andre Cronier là một cái ví dụ về cái sự rủi ro của thị trường DeFi. Tuy nhiên thì mức độ lúc nãy thì chia sẻ chỉ là nhẹ nhàng thôi. Rất nhiều giao thức ở cho stake tài sản trên nền tảng của họ nhưng mà lúc bị hack thì họ không thông báo luôn. Ví dụ như là nền tảng BZX thì vào tháng 11 năm 2021 thì dự án này bị tuyên bố là bị hack 55 triệu đô. Mặc dù có đền bù cho user nhưng mà số tiền này không hề xứng đáng với cái số tiền bị mất. Đây là một cái nền tảng rất đau thương, mình cũng mất ở nền tảng này khá là nhiều. Vậy nên thì việc lựa chọn nền tảng staking thì rất quan trọng. Thì sau đây Thiện sẽ giới thiệu một vài cái địa chỉ staking, ví dụ như là staking Celo, Near và Stablecoin cho các anh chị tham khảo. Còn một số đồng coin khác các bạn có thể tìm hiểu và học tập theo nhé. Thì mình chỉ chia sẻ một số con các bạn đã hold nhiều thôi. Đó chính là Celo, Near và một số Stablecoin ha. Ok, con đầu tiên mình muốn chia sẻ anh em là con Celo nhé. Hiện tại thì rất nhiều anh em đang mua con Celo và đang có Celo trong tài khoản. Mình sẽ hướng dẫn các bạn stake con Celo này ha. Đầu tiên thì các bạn có thể stake Celo ở trên Validator. Thì cách mà stake trên Validator thì khá đơn giản thôi. Vì hiện tại thì nền tảng của Celo và nó đang xài chung với Ethereum và xài chung với BSC. Cho nên nếu bạn nào đang quen dùng trên Ethereum và BSC rồi thì xài với Celo thì nó đơn giản không khác gì cả. Thì các bạn cũng chỉ cần đơn giản truy cập vào cái Celo wallet.app thôi. Sau đấy là các bạn chọn cái validator uy tín và sau đấy thì các bạn stake. Thì thường thì các quỹ lớn trên thị trường ví dụ như là A16Z này hay là Polychain thì họ đang có cái validator trên đấy, chọn trên đấy để mà stake thì nó sẽ an toàn. Hiện tại thì do giao diện của ví Celo chưa được hiện API cho nên chúng ta chỉ có thể check được cái số dư trước và sau stake thôi. Theo thông báo của Celo thì API hiện tại đang mức khoảng tầm 5,5% ở trên validator. Thì đây cũng là một cái phần thưởng lãi khá là ok rồi. Ngoài nền tảng sách ở trên validator ra thì các bạn có thể sách Celo ở trên Coinlit. Thì hiện tại thì Coinlit đang cho sách Celo với cái mức là API ở tận là 3,88%. Thì Coinlit là được sáng lập và điều hành bởi một công ty là Coinlit Market LLC có trụ sở tại California và Hoa Kỳ. Đây là một cái nền tảng rất tuân thủ theo pháp luật và cái dự án đã có được có giấy phép hoạt động ở trên 23 ngoại ở Hoa Kỳ. Thì đây là một cái nền tảng rất nhiều anh em biết đúng không? Coinlit đúng không? Thì các bạn có thể gửi Celo ở trên này. Nhưng mình vẫn khuyến khích các bạn là nên chọn cái dạng thứ ba. Thì cách cuối cùng đó chính là chúng ta có thể stake Celo ở cái dạng là khung thời gian ở trên sàn OKEX và Binance. Thì đây là hai sàn giao dịch hàng đầu hiện tại rồi. Thì Binance thì hiện tại là cái số lượng stake Celo nó đang hết hạn cho nên là các bạn không thể stake Celo trên đấy được. Nên các bạn có thể lựa chọn là sàn OKEX để stake.
Thì các bạn stack trên này thì nếu chọn cái thời gian là khoảng 90 ngày thì có cái APR này nó sẽ là khoảng tầm là 4,57%. Thì các bạn chỉ cần là tạo một tài khoản ở trên OKEX, sau đấy là vào thôi. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn nhé. Nếu bạn nào chưa có tài khoản thì có thể bấm link ở dưới phần mô tả để có thể đăng ký tài khoản OKEX ủng hộ cho Trade của Việt Nam. Ok, con thứ hai mình muốn chia sẻ anh em là con NIR. Anh em mà đang stack con NIR thì mình sẽ hướng dẫn stack như sau. Một số anh em thì stack ở trên hẳn ở trên validator y chang như là con Celo. Thì có một cách stack thứ hai đó chính là stack ở trên sàn, là ví dụ như là Binance và OKEX thì cũng đang có cái stack này. Ví dụ như API ở trên Binance thì hiện tại 30 ngày nó khoảng tầm là 14,33%. Tối đa thì stack được khoảng tầm 30.000 con thôi. Nhưng mà ở OKEX thì lãi sẽ thấp hơn, khoảng tầm 8,64%. Thì nó sẽ tối đa là 50.000 con. Còn nếu bạn nào mà có số lượng NIR nhiều thì nên để ý ở phần này ha, vì lãi ở trên Binance nó cao hơn. Còn nếu như các bạn có một số lượng NIR cực kỳ khủng, lớn, rất lớn thì nên ưu tiên là hai cả hai sàn và có thể chọn ở trên sàn OKEX hơn. OKEX thì cái số lượng stake NIR về số lượng nhiều ngày và lãi cao thì nó được, ví dụ như là 90 ngày thì được stake tối đa là 100.000 NIR. Mà ở cái mức là lợi nhuận khá là ok, đó là tầm là 13,58%. Còn nếu bạn có số lượng NIR ít thì các bạn nên stake cứ 30 ngày một lần hoặc là 60 ngày một lần thì chọn ở trên Binance ha. Còn stake ở trên Validator thì mình đã làm video và hướng dẫn các bạn trước đó rồi, các bạn có thể hoàn toàn gõ và xem lại nhé, và tạo ví NIR luôn ha. Ok, tiếp theo thì mình sẽ nói sâu hơn một chút về việc là stake NIR ở trên Validator nhé. Nếu mà stake NIR ở trên Validator thì API của nó khoảng tầm 11.3 thôi, nên là thấp hơn ở trên sàn. Và phí stake thì nó sẽ trả cho Validator khá nặng và nặng hơn so với sàn nhé. Thì mình nếu bạn stake 100 NIR với API là 10% thì sau 1 năm bạn sẽ có là 110 NIR. Và nếu phí là 10% thì chúng ta chỉ nhận được là 109 NIR thôi, mất đi 10% ha. Còn cái chỉ số stake thì cho ta thấy là cái giá trị số lượng NIR đang được stake. Và nếu stake càng cao thì validator đó càng uy tín. Là nếu những bạn nào mà đang tính chọn là stake ở trên validator nha, Mình vẫn khuyến khích anh em là stake trên sàn luôn đi, vì lãi trên đấy còn cao hơn. Ok, chúng ta sẽ tiếp theo đó chính là stake các cái đồng stablecoin. Ví dụ như là stake UST ở trên cái con Anchor Protocol. Hiện tại nếu bạn mà đang có stablecoin mà không biết kiếm lời như nào, nếu bạn để USB, USD hay USDT thì cái lợi nhuận của stake nó khá là thấp, nên các bạn nên chuyển qua cái đồng UST vì cái giá của nó đều là bằng 1 cả. Cho nên là chúng ta có thể chuyển đổi với nhau, cái phí nó khá là ok. Thì chúng ta sẽ đưa lên cái nền tảng là Anchor Protocol. Cái này mình đã chia sẻ trước đó trong một số video đấy ha. Thì cái cách mà để stake ở trên Anchor Protocol ấy, các bạn cần mua cái đồng UST và sau đấy đưa lên stake, và lợi nhuận hiện tại thì khoảng tầm là 19% một năm. Đó là lợi nhuận rất cao nha. Thì các bạn sẽ tạo cái ví Terra ở trên Terra Station, sau đấy là mua UST ở trên, có thể là mua trên Binance hoặc là OKEX. Sau đấy thì các bạn sẽ chuyển cái UST đấy vào cái Terra Station và sau bấm vào cái đường link mình sẽ để ở dưới video nhé. Đó là app.anchorprotocol.com. Ok ha. Thì tí nữa mình sẽ quay cái phần đấy cho các bạn dễ hiểu hơn. Tí nữa mình sẽ quay lại nhé. Ok, chúng ta nói tiếp. Thì một số bạn sẽ đặt câu hỏi là cái stablecoin của UST và cái Anchor Protocol này có an toàn hay không, đúng không nào? Thì Anchor Protocol này là một cái giao thức cho phép là người dùng sẽ gửi đồng UST và nhận lãi suất lên tận là 20% một năm. Và đứng sau cái dự án này chính là Terraform Lab. Thì đội ngũ này xây dựng cái nền tảng của Terra. Vậy nên là Anchor Protocol là một trong những cái dự án trụ cột trong hệ sinh thái này. Về backer thì cái dự án này được chống lưng với rất nhiều quỹ lớn trên thị trường, ví dụ như là Alameda này, hay là Hart này, Pantera này, The Dragonfly này, đây đều là những cái quỹ rất là to ha. Ngày 18 tháng 2 thì founder của Terraform Lab thì đã thông báo là hoàn thành cái việc là bổ sung 450 triệu đô UST vào cái quỹ dự trữ của cái đồng Anchor Protocol này. Thì điều này giúp cho khách hàng có thể là yên tâm hơn về cái dự án và kho bạc của Anchor Protocol này đã được tiếp đạn đầy đủ rồi. Nên các bạn không lo vấn đề nó hết tiền nha. Về đồng UST, đây là một stablecoin thuật toán được thiết kế với việc là tăng giảm nguồn Luna trên thị trường. Điều này có nghĩa là UST sẽ được tự động điều chỉnh nguồn cung. Đó cũng là cái lý do khiến cho nhiều nhà đầu tư quan tâm về cái tính phi tập trung của stablecoin này. Từ năm 2021 thì cái vốn hóa của UST được liên tục tăng trưởng và cán mốc là 14 tỷ đô. Hiện tại UST đã được niêm yết hầu hết trên các cái sàn lớn, ví dụ như là Binance, Coinbase, Huobi hay là FTX. Không những vậy thì vào ngày 22 tháng 2 thì Luna Foundation đã huy động được thêm 1 tỷ đô để xây dựng cái quỹ dự trữ Bitcoin. Cái quỹ này thì được sử dụng để đối phó với các cái tình huống là bán tháo làm ảnh hưởng đến cái giá đồng UST này. Như vậy chúng ta thể thấy là Anchor Protocol và UST đang nghiêm túc trong cái việc đầu tư và phát triển mở rộng cái thị phần của họ.
Ok, bây giờ Thiện sẽ hướng dẫn anh em cách stack ở trên các cái sàn nhé. Đối với mình thì một số con như là Celo hay là Near thì mình sẽ ưu tiên stack ở trên sàn hơn. Vì được xếp hạng dưới sự an toàn thì mình thấy rằng là ở trên validator là 1, ở trên sàn là 2 thì nó sẽ an toàn hơn. Còn ở các nền tảng khác thứ ba thì nó sẽ khá là nguy hiểm. Cho nên mình sẽ thường ưu tiên cái tài sản mình sẽ nằm ở trên validator hoặc là nằm ở trên sàn. Đối với các cái dạng như validator thì nó khá lằng nhằng. Như ví dụ như ở trên Near thì mình đã làm video hướng dẫn trước đó rồi. Anh em có thể xem lại nhé. Còn ở trên trên sàn thì các bạn sẽ làm như mình như sau. Đầu tiên các bạn sẽ đăng nhập cái Binance, sau đấy các bạn sẽ vào phần earn này, có cái phần staking nha, đó ở trên Binance nhá. Sau đấy thì các bạn sẽ là chọn cái gó ở đây nhá. Ví dụ như các bạn sẽ stake Celo đúng không? Đó. Hiện tại Celo thì nó đang đang hết rồi, nên là ở trên trên Binance thì nó không cho stake nữa, chỉ có cho stake ở trên trên OKX thôi. Bây giờ ở trên này thì nó gần như là không còn stake được nữa, toàn cho có một Celo này. Nên là chúng ta sẽ bỏ qua con Celo ở trên Binance nhé. Anh em nào có Celo ở trên Binance thì có thể chuyển qua OKEX. Các bạn có thể tạo tài khoản để ủng hộ OKEX của Trader Việt Nam nhé. Mình sẽ để đường link ở dưới video nha. Rồi ok, các bạn sẽ vào cái phần là tài chính này. Ở đây OKEX nhé, tạo tài khoản và KYC xong rồi nha. Thì chúng ta sẽ vào kiếm tiền này. Đó, tài chính kiếm tiền ha. Sau đấy thì vào đây chúng ta sẽ gõ tương tự thôi. Đây cũng sẽ vào phần tìm kiếm này. Và này gõ chữ Celo. Đó, trên này thì chúng ta sẽ có stake là 15 ngày là 9,8%. Cái này thì nó sẽ cho các bạn stake cái số lượng token khá là ít. Cho nên là ưu tiên các bạn hãy stake là khoảng tầm 90 ngày nhé, 90 ngày hoặc 60 ngày. Thì cái lợi nhuận sẽ và lãi nó sẽ khá là ok. Và nó sẽ cho các bạn được stake số lượng lớn ha. Còn đối với 15 ngày này thì nó cho stake cái số lượng rất là nhỏ thôi. Đó. Chúng ta bấm vào đăng ký thôi ha. Ví dụ như là cái đây này, các bạn sẽ bấm tối đa nhé. Thì ở trên này thì mình không có bỏ Celo, tài khoản này thì mình không hướng dẫn các bạn được. Thì các bạn làm tương tự giống mình ha, tạo tài khoản xong đấy là KYC. Nếu như không KYC được thì có thể là cứ tạm thời để KYC sau cũng không sao cả nhá. Vì trên này nó không có ép các bạn phải KYC 100% đâu. Khi mà stack xong rồi các bạn KYC sau vẫn được ha. Rồi, đó là đối với con Celo nhá. Còn con Near sao? Near thì mình vẫn ưu tiên các bạn nên stack Near ở trên Binance hơn. Thì ở trên này thì ở đối với lại stake 30 ngày thì lãi nó cao, rất là cao so với ở trên validator thì có 11% thôi, 10% thôi. Thì nó thấp hơn rất là nhiều. Cho nên mình đã đưa hết toàn bộ niên của mình bỏ vào stake ở trên Binance thì nó sẽ lãi cao hơn. Và số stake của mình ở trên này thì ở đây nó cho được 30.000 con, ở đây là 10 con. 10.000 con ở đây thì thấp hơn được 25 con thôi. Cho nên mình sẽ ưu tiên là 30 ngày và 60 ngày, cái 90 ngày mình sẽ bỏ qua nha. 90 ngày này được có khoảng tối đa là được khoảng 25 con thôi. Nên là mình sẽ bỏ hết toàn bộ ở đây khoảng được 40.000 con, mình đã bỏ full rồi này. Nếu mà mình nhiều hơn thì mình bỏ sang tài khoản thứ hai, thứ ba của mình ha. Thì đây mình đã bỏ full rồi nha. Thì đó là stake Near ở trên Binance. Còn nếu các bạn bỏ còn dư Near thì các bạn có thể là stake tiếp ở trên Near ở trên sàn OKX này luôn. Thì trên này lãi cũng khá là cao ha. Các bạn có thể chọn trên này. Đây. 90 ngày hoặc là 60 ngày, lãi cũng khá khá bằng với Binance. Có thêm một sàn nữa thì các bạn có thể stake ở trên Huobi nữa ha. Thì mình vẫn ưu tiên sẽ mình lựa chọn stake ở trên OKEX và Binance hơn. Đó là stake để kiếm thêm tiền. Còn một số con các bạn đang hold và các bạn vẫn đang bỏ không ở trên Binance ấy, thì các bạn thử vào chỗ phần này ha. Gõ cái tên đồng coin các bạn nằm ở đây này. Gõ ở đây nhá để xem nó có stake trên này không. Các bạn bỏ đây stake thì sẽ kiếm thêm tiền. Rồi là ở trên OKEX cũng vậy ha. Các bạn có thử trên này có không? Nếu có thì bỏ trên này để stake ha. Rồi, đó là mình hướng dẫn stake Near và Celo ha. Còn nếu bạn nào mà đang stake tính stake các cái đồng stablecoin thì các bạn hãy theo sát đây nhá, mình sẽ hướng dẫn luôn nè. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn stake đồng UST ở trên cái Anchor Protocol nhá. Thì đầu tiên các bạn cần phải có cái ví Terra trước. Ví Terra thì các bạn gõ chữ Terra này, station.terra.money nhá. Cái này thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video. Bấm vào đấy xong thì các bạn sẽ có cái hiện giao diện y chang này, không khác gì cả nhá. Thì các bạn sẽ bấm vào phần Connect này. Thì các bạn sẽ có cái phần Terra Station Wallet ấn vào đây. Nếu bạn nào chưa tải cái này về thì nó sẽ yêu cầu các bạn tải ha. Các bạn tải về thì nó sẽ có một cái dạng như này nhá. Nó giống y chang như MetaMask, không khác gì luôn. Đó, sau đấy thì các bạn vào tạo ví mới để cần add ví thì nó có new ví này. Lúc các bạn mở lên nó sẽ có cái new ví này, ấn vào new ví tạo một ví mới hoàn toàn. Nó không khác gì MetaMask luôn nha, làm y chang thôi. Sau đấy thì các bạn sẽ gửi cái đồng Luna vào và gửi cái đồng UST vào. Đồng UST thì các bạn hoàn toàn có thể mua ở trên Binance, mua trên Huobi hay mua trên OKEX, mua bất cứ chỗ nào cũng được nha. Mua xong rồi thì gửi lên đây. Ví dụ như là cái tài khoản của mình này, hiện tại đây này, mình thì đã có sẵn một ít Luna rồi.
mình đang có đây thì mình sẽ stack, mình sẽ swap đi. Đây là mình hiện tại mình là chưa có cái đồng UST và mình chỉ có cái đồng Luna thôi. Thì mình sẽ làm như sau. Đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ chuyển đổi cái Luna này sang UST. Cái này là mình có sẵn Luna nhưng mình chưa có UST thì mình sẽ swap qua ha. Mình sẽ chọn một con nhé. Thì mình chọn submit này. Sau đây là gõ password. Rồi. Ok. Để chúng ta đợi ha, khoảng vài giây thôi. Rồi xong rồi. Thì đấy, chúng ta bây giờ chúng ta đang trong vì chúng ta đã có cả UST và có cả đồng Luna. Sau đấy chúng ta sẽ làm thế nào? Ok, bây giờ chúng ta sang cái phần bên Anchor Protocol nhé. Chúng ta sẽ chuyển cái đồng UST vào Anchor Protocol. Cái đường link mình sẽ để ở dưới phần mô tả nhé. Các bạn chỉ cần bấm vào là được. Vào xong thì các bạn bấm vào phần earn này. Sau đấy là kết nối ví nhé. Mình sẽ disconnect lại này. Đây này, connect lại nhé. Thì chúng ta sẽ connect này. Connect xong rồi chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta chỉ cần deploy cái đồng UST vào đây thôi là được nhé. Bấm vào deploy này. Chúng ta sẽ, mình sẽ bấm mark luôn ha. Đây, mình sẽ chuyển mark luôn. Rồi, mình sẽ gửi vào đây. Ấn accept. Rồi là nhập lại path. Ok. Khi mà mình chuyển đồng UST vào cái Anchor Protocol á thì mình sẽ hưởng được cái phần lãi nó khoảng tầm 19,2%, là gần 20% một năm á, thì khá là ok. Lãi này nó còn cao hơn so với đồng USDT và BUSD. Nếu các bạn stack mấy cái dạng stablecoin khác thì nó chỉ dao động ở dưới 5% thôi. Thì ở bên này nó như này là quá ok rồi ha. Đấy, như vậy là bên hiện tại là mình đã dip thành công rồi. Mình sẽ có cái phần lời ở đây. Đây, mình đã dip vào đây nhé. Bây giờ là nó bắt đầu stack. Thì một năm mình sẽ có cái phần lãi là khoảng tầm 17 đô. Mà trong khi mình gửi vào đây khoảng tầm đằng này. Tính rõ cái lợi nhuận là khá là cao. Khi mà muốn rút ra thì chúng ta sẽ vào phần withdraw này. Chúng ta sẽ chọn tất cả này và rút ra. Thì cái gửi và rút ra nó khá đơn giản nhé. Thì đây là cái cách mà stack stablecoin UST ở trên con Anchor Protocol. Các bạn có thể hoàn toàn có thể làm cách này. Nếu bạn nào đang có stablecoin và để không làm gì hết thì nên bỏ vào đây để ăn lãi nhé. Rút ra bất cứ lúc nào luôn. Đó, đây là cái cách khá là ok. Ok, bây giờ mình đã hướng dẫn xong cho anh em cách stack stablecoin cũng như là stack các cái đồng như là Celo và Near ở trên các sàn rồi. Các bạn còn câu hỏi hay là thắc mắc gì các bạn có thể comment ở dưới video nhé. Bên mình sẽ hỗ trợ và chia sẻ cho các bạn trong phần comment ha. Rồi ok, video tới đây thôi. Mình là Hoàng Minh Thiện đến từ Trader Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Đừng quên bấm cho mình một like và subscribe cho mình nhé.